Trong tuần, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với khối văn hóa xã hội để nghe báo cáo về tiến độ triển khai nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên trong năm 2023. Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có các đồng chí Đặng Đình Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc khối văn hóa xã hội. Tại đây, đồng chí Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách khối văn hóa xã hội đã báo cáo khái quát về tình hình, kết quả công tác chỉ đạo điều hành của khối văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay. Thành phố đã chỉ đạo hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị khởi công xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia, khán đài B, sân vận động tỉnh Bắc Giang và nhà lưu niệm danh nhân văn hóa Trạng Nguyên Giáp Hải. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 4 dự án, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lễ hội Sương Giang là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cũng tại đây, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong khối đã báo cáo và tham mưu những điểm nổi bật và những mục tiêu quan trọng sẽ được thực hiện trong năm 2023. Kết luận, đồng chí Vũ Chí Hải đã ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị trong khối văn hóa xã hội, đã bám sát công việc của mình để đảm bảo theo lộ trình hoạt động, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến và yêu cầu các đơn vị tham mưu về đề án sức khỏe của toàn dân, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số một cách hiệu quả hơn nữa.